phải này, lúc còn ngay hạt đây, lúc còn ngay lán đây, nát sao rồi. Cô làm bao nhiêu ngày được bằng này à anh? Chả biết bao nhiêu ngày á, tầm 10 ngày. Ôi 10 ngày được 2 bao không được, khá nhiều tiền nữa. Các bạn ơi, đây là nhựa thông đấy các bạn. Nhựa thông là xích là từ nhựa cây thông ấy. Có ít thôi chị ạ. Có ít thôi. Cũng có ít thôi chị ạ. Nhựa thông này là đi vào rừng cạo sau khoảng tầm 10 ngày hay gì đấy. Nhựa thông này là vào cái trong rừng để cạo ấy các bạn. Vào khoảng tầm 10 ngày gì đấy họ sẽ thu lại vào để thành những từng cái bao ấy các bạn. Để đi đưa ra cái các điểm cân để cân đi bán ấy. Hiện tại hôm nay là 31 tháng 7 ạ. Cân nhựa thông bây giờ đang có giá khoảng 26.000 một cân các bạn. Sau khi thu mua xong là các điểm thu mua sẽ ngâm nhựa thông ở trong cái bể chứa này các bạn ạ. Xong rồi được khoảng nhiều đường một xe ta sẽ được khoảng bao nhiêu là lấy đi bán là gì? Được khoảng tầm 8 đến 10 tấn là lấy đi bán các bạn nhé. Đấy là đủ một xe xong rồi đi vận chuyển sang bên Trung Quốc để lấy đi bán để kiếm lời đi các bạn. Đây một bể này, một bể đầy, cái bể đầy rất nhiều thông lắm ấy nhỉ.